Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Từ 6 giờ sáng, tức khoảng 18 giờ tại Việt Nam, ngày mùng 5 tháng 11, hàng loạt điểm bỏ phiếu trên các bang bắt đầu mở cửa để khoảng 170 triệu cử tri sẽ đi bầu trực tiếp lựa chọn tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Theo ghi nhận từ CNN, hàng dài người đang xếp hàng để bỏ phiếu bên ngoài khu vực bầu cử. Tại tòa nhà Royal Order of the Moose Lodge ở Wilmington, bang Bắc Carolina, Mỹ, ngay khi nơi đây mở cửa cho cử tri bỏ phiếu, đã có từ 30 đến 40 người xếp hàng chờ đến lượt và kể từ đó, số người xếp hàng ngày càng tăng. Ở những nơi khác, tại văn phòng đăng ký và bầu cử cử tri, quận Wynes ở Lawrenceville, Georgia, cũng có hàng người xếp hàng chờ lấy phiếu. Đây cũng là khu vực mà những người theo dõi cuộc thăm dò đăng ký lấy thông tin. Cuộc bầu cử năm nay được cho rất khó dự đoán khi trong các cuộc khảo sát gần đây, sự ủng hộ dành cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris và ứng cử viên đại diện Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump không quá chênh lệch. Từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ, hàng triệu khán giả đang theo dõi sát sao diễn biến bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Đặc biệt, rất nhiều người quan tâm đến kết quả. Ngày 5 tháng 11 là ngày cử tri Mỹ chính thức bỏ phiếu bầu Tổng thống. Song cuộc bầu cử thực tế bắt đầu từ nhiều ngày trước, khi cử tri có thể bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc qua thư. Hình thức bỏ phiếu sớm giúp cử tri tránh gặp rắc rối vì thời tiết xấu, tránh phải xếp hàng dài hoặc bận lịch trình cá nhân vào ngày bầu cử. Ước tính hơn 74 triệu cử tri Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu sớm. Phiếu bầu kiểu này sẽ được lưu trữ và không được kiểm cho đến ngày bầu cử. Một số bang yêu cầu quan chức phải đợi đến khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa mới bắt đầu làm việc. Ngoài đi bỏ phiếu trực tiếp, cử tri ở hầu hết các bang của Mỹ cũng có thể bỏ phiếu vắng mặt với hình thức này, cử tri yêu cầu giới chức gửi lá phiếu trước qua đường bưu điện. Cử tri lựa chọn ứng viên trên phiếu, bỏ vào phong bì bảo mật và tiếp tục cho vào trong một phong bì. Họ phải ký vào bản tuyên thệ bên ngoài phong bì. Giờ mở cửa của các điểm bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11 phụ thuộc vào quy định của từng bang. Do Mỹ có nhiều múi giờ khác nhau, nhiều bang Mỹ còn cho phép các hạt và thành phố tự ấn định. Ở một số khu vực của Vermont, cử tri có thể bỏ phiếu từ 5 giờ sáng. Tại một thị trấn của New Hampshire, người dân thậm chí đi bầu từ nửa đêm, ngay khi bước sang ngày 5 tháng 11. Trong khi đó, tại nơi khác cũng thuộc New Hampshire, cử tri phải chờ đến 11 giờ trưa. Theo đài BBC, thông thường, phiếu bầu trực tiếp vào ngày bầu cử được kiểm trước, sau đó là các phiếu bầu sớm và qua thư, kế đến là các phiếu bị khiếu nại và cuối cùng là phiếu của cử tri ở nước ngoài và quân đội. Các quan chức bầu cử địa phương sẽ xác minh, xử lý và kiểm đếm từng lá phiếu. Việc xác minh phiếu bao gồm so sánh số lượng phiếu đã bầu với số lượng cử tri thực tế, loại bỏ, mở ra và kiểm tra từng lá phiếu xem có bị rách, vết bẩn hay hư hỏng nào không, tiến hành điều tra nếu phát hiện bất kỳ sự nghi ngờ nào. Việc kiểm phiếu được thực hiện bằng cách đưa từng lá phiếu vào các máy quét điện tử để tính toán kết quả. Trong một số trường hợp, phiếu bầu sẽ được đếm thủ công hoặc kiểm đếm lại. Mỗi bang đều có quy định nghiêm ngặt về việc ai có thể tham gia vào quy trình kiểm phiếu thứ tự xử lý phiếu, phần nào sẽ công khai cho công chúng và vai trò của các quan sát viên từ các đảng phái trong việc giám sát và can thiệp vào quy trình kiểm phiếu. Giáo sư tại Đại học Ohio và thành viên Phòng nghiên cứu bầu cử MIT Ted Allen cho biết, trước khi bỏ phiếu và sau khi bỏ phiếu hoàn tất, máy bỏ phiếu đều được cất giữ ở nơi an toàn dành riêng cho con chức bầu cử. Trong thời gian bỏ phiếu, các máy này luôn được giám sát để đảm bảo không bị truy cập trái phép. nếu không xảy ra tranh chấp trong quá trình kiểm đếm, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ được xác định không lâu sau ngày bỏ phiếu. Nếu có tranh cãi, người Mỹ sẽ phải đợi đến ngày kiểm phiếu đại cử tri mùng 6 tháng 1 mới biết chính xác ai là người đắc cử Tổng thống. Sau đây là 8 mốc thời gian quan trọng cần biết kể từ giờ tới ngày tân Tổng thống Mỹ tuyên thệ nhậm chức. Ngày mùng 5 tháng 11, theo Sky News, mặc dù được gọi là ngày bầu cử, nhưng thực tế nên coi đây là ngày cuối cùng mà cử tri có thể bỏ phiếu vì họ đã có thể bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua thư. Ngày mùng 7 tháng 11, các quan chức bầu cử bang bắt đầu xác nhận kết quả với tốc độ chậm. Hạn cho xác nhận kết quả của các tiểu bang chiến trường như sau: Georgia, 23 tháng 11; Michigan, 25 tháng 11; North Carolina và Nevada, 26 tháng 11; Wisconsin, mùng 1 tháng 12; Arizona, mùng 2 tháng 12; Pennsylvania không có ngày cụ thể. Ngày 25 tháng 11, đây là ngày cuối cùng một lá phiếu qua thư có thể đến và vẫn được tính miễn là nó được đóng dấu bưu điện ngày mùng 5 tháng 11. 17 tiểu bang và quận Columbia chấp thuận các lá phiếu qua thư đến sau ngày bầu cử. Ngày 26 tháng 11, cựu tổng thống Donald Trump sẽ bị kết án tại New York trong vụ án tiền biệt miệng và can thiệp bầu cử sau khi bị kết tội làm giả hồ sơ kinh doanh để tác động tới cuộc bầu cử năm 2016. Ngày 11 tháng 12, đạo luật kiểm phiếu quy định thống đốc của mọi tiểu bang phải chứng nhận kết quả bầu cử trước ngày 11 tháng 12 bất kỳ khiếu nại pháp lý nào sau đó phải được giải quyết trước ngày 16 tháng 12. Cuộc bầu cử năm nay là cuộc bầu cử đầu tiên áp dụng các quy tắc này. Đạo luật đã được sửa đổi sau vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 của những người ủng hộ ông Trump. Ngày 17 tháng 12, theo hiến pháp Mỹ, về mặt kỹ thuật, người dân không trực tiếp bầu chọn tổng thống mà chọn các đại cử tri để làm điều đó thay họ. Ngày 17 tháng 12, những cử tri này sẽ tới đại cử tri đoàn để bỏ phiếu cho một ứng cử viên theo ý của người dân. Mỗi tiểu bang có số phiếu đại cử tri đoàn khác nhau. Dựa trên quy mô dân số, hầu hết các bang ở Mỹ đều bầu cử theo nguyên tắc người thắng lấy tất cả, nghĩa là toàn bộ đại cử tri của một bang phải bầu cho ứng cử viên đã nhận được đa số phiếu phổ thông tại bang đó. Ngày mùng 6 tháng 1 năm 2025, Phó Tổng thống chủ trì cuộc kiểm phiếu đại cử tri tại phiên họp chung của Quốc hội, sau đó công bố kết quả và tuyên bố người trúng cử. Trước đó, trong cuộc kiểm phiếu ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021, ông Donald Trump khi đó là tổng thống đã chỉ trích Phó Tổng thống Mike Pence vì không ngăn cản quốc hội công nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. Cũng trong ngày, Điện Capitol của Mỹ đã bị những người ủng hộ ông Trump tấn công khi họ cố gắng làm gián đoạn cuộc kiểm phiếu. Chiến thắng của ông Biden đã được xác nhận vào sáng ngày 7 tháng 11. Từ sau vụ bạo loạn ở đầu Capitol, quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cải cách kiểm phiếu và chuyển giao Tổng thống năm 2022, yêu cầu phải có sự chấp thuận của một phần năm Hạ viện và Thượng viện để xem xét khiếu nại về kết quả của một tiểu bang. Con số này cao hơn quy định trước đó, khi chỉ cần một thành viên Thượng viện và Hạ viện đã có thể cùng nhau khiếu nại kết quả bỏ phiếu. Ngày 20 tháng 1 năm 2025, lễ nhậm chức của tân tổng thống và phó tổng thống sẽ diễn ra. Tại buổi lễ, tổng thống và phó tổng thống sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức. Điều đặc biệt trong luật bầu cử tổng thống Mỹ là các cử tri không trực tiếp bầu tổng thống. Lá phiếu của họ, gọi là lá phiếu phổ thông, chỉ có nhiệm vụ chọn ra đại diện cử tri, hay còn gọi là đại cử tri cho bang của mình. Tùy thuộc vào dân số, mà mỗi bang của Mỹ có một số lượng nhất định đại cử tri. Ở hầu hết các bang ứng cử viên nào nhận được nhiều phiếu phổ thông nhất thì cũng nhận được toàn bộ phiếu đại cử tri của bang đó. Nếu đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ứng cử viên Donald Trump có khả năng tung ra lá bài tối hậu thư hòa bình dành cho cả hai phía nhằm ép cả Nga và Ukraine cùng nhượng bộ để chấm dứt xung đột vũ trang giữa họ một cách khả thi. Cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đều chỉ trích cáo buộc Triều Tiên gửi quân giúp Nga. Tuy nhiên, trước thông tin về lính Triều Tiên Hai vị lãnh đạo này mới chủ yếu thể hiện sự ủng hộ bằng lời cho Ukraine, chứ chưa thực sự cung cấp phương tiện để giúp Ukraine giành chiến thắng thực sự. Và do vậy, trên thực tế, Ukraine tiếp tục đối sức trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài và tốn kém với Nga, một đối thủ với tiềm lực lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên hiện tại trong cuộc bầu cử Mỹ 2024, có thể tạo khác biệt lớn so với cả ông Biden lẫn bà Harris. Một số nhà quan sát cho rằng ông Trump có thể trở thành động lực cho sự thay đổi mà Ukraine cần lý do cho điều này nằm ở chỗ ông trump muốn có hòa bình tại ukraine nhưng là một nền hòa bình với nhiều điều khoản có lợi cho ông ấy chứ không phải nước nga nếu ứng cử viên donald trump đắc cử tổng thống lần này ông có thể đạt được mục tiêu xác lập hòa bình bằng một tối hậu thư gửi cho mỗi bên đối với ukraine ông sẽ hối thúc tổng thống zelensky ngồi vào bàn đàm phán thông qua ảnh hưởng từ sự hậu thuẫn của mỹ đối với nga ông có thể đe dọa điều ngược lại mỹ có thể bất ngờ mở rộng sự ủng hộ dành cho ukraine và khơi mạnh trở lại cuộc chiến kinh tế nhằm vào nga Tối hậu thư như vậy có khả năng đạt hiệu quả cao. Chiến sự giữa Nga và Ukraine đã bảo mòn đáng kể sức lực của cả hai bên. Điều này thể hiện rõ trên tiền tuyến. Hiện nay, hai bên đang tiến gần đến tình thế mà trong cờ vua, người ta gọi là thế giúp hoàng, tức là thế bị cưỡng ép phải đi nước cờ trong trạng thái bất lợi, khiến thế trận thêm tệ hại hơn. Nga thì thiếu phương tiện và lực lượng để mở rộng tiến công, còn Ukraine chỉ có nguồn lực vừa đủ để làm chậm đà tiến của Nga. Trong hai tháng tới, dự kiến Ukraine sẽ xây dựng phòng tuyến dọc theo toàn bộ mặt trận còn Nga sẽ tích trữ nguồn lực chiến lược cho một chiến dịch tấn công mới. Trong thế rằng có đó, ngón tay của Mỹ nhúng vào hướng nào sẽ dễ làm cán cân đôi bên nghiêng về bên đó. Ẩn số hiện nay là liệu phương Tây có trao cho Ukraine tất cả những thiết bị cần thiết và cho phép Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga để phá hủy lực lượng và nguồn lực dự bị của Nga. Trong tình thế ấy, nếu ứng cử viên Donald Trump áp dụng tất cả những biện pháp nói trên và cố gắng chấm dứt xung đột Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn kéo dài, thì ông sẽ thu được nhiều lợi ích. Hiện nay, cán cân xung đột vẫn đang nghiêng nhỉnh về phía Nga. Tuy nhiên, tình hình này có thể thay đổi nếu Mỹ dồn tiền và nguồn lực để giúp Ukraine phá hủy các mục tiêu chiến lược nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Còn nếu Mỹ dứt bỏ mọi sự giúp đỡ dành cho Ukraine, gần như chắc chắn thế trận Ukraine sẽ tan rã. Nhìn chung, Mỹ vẫn muốn Ukraine chiến thắng, nhưng cũng muốn tránh những kịch bản nguy hiểm bất ngờ nếu Nga thất thế. Do vậy, ông Trump nếu đắc cử, có thể sẽ nỗ lực ép hai bên xung đột đạt được một thỏa thuận ngừng bắn dài lâu. Kết quả này vừa an toàn, vừa có lợi cho chính quyền dự kiến trong tương lai của ông. Theo RT, mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng nhận định với hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Moscow và Washington vẫn sẽ căng thẳng bất kể người chiến thắng là ai. Ông Medvedev cho biết, đối với Nga, cuộc bầu cử ở Mỹ sẽ không thay đổi điều gì. Cả hai ứng cử viên và lưỡng đảng Mỹ đều tỏ rõ quan điểm muốn đánh bại Nga. Về phần ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris, ông Medvedev không đánh giá quá cao Phó Tổng thống Mỹ. Ông Medvedev nhận xét, bà Harris là người thiếu kinh nghiệm và dễ bị kiểm soát. Nếu đắc cử, bà ấy sẽ chỉ là một Tổng thống tượng trưng. Quyết định thực sự vẫn nằm trong tay các lãnh đạo Dân Chủ và cựu Tổng thống Obama. Đối với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, theo ông Medvedev, thì ông Donald Trump với vẻ mệt mỏi trong quá trình vận động đã đưa ra những điều tầm thường về triển vọng hòa bình cho Ukraine và mối quan hệ được cho là tốt đẹp của ông với các lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, nếu tái đắc cử, ông Trump có thể sẽ buộc phải tuân thủ mọi nguyên tắc của hệ thống và không thể chấm dứt giao tranh. Ông Medvedev viết, không thể trong một ngày, ba ngày hay là ba tháng. Và nếu ông ấy thực sự muốn chấm dứt xung đột Ukraine, ông ấy có thể trở thành một JFK mới. Đó là tên viết tắt của cố tổng thống Mỹ John Kennedy, người đắc cử vào năm 1960 và bị ám sát vào năm 1963. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột tại Ukraine trong thời gian ngắn nếu đắc cử dù không nêu rõ kế hoạch đối thủ của ông phó tổng thống kamala harris cho rằng ông trump có thể sẽ buộc ukraine phải đầu hàng điện kremlin đã bày tỏ sự hoài nghi về tuyên bố của ông trump nhấn mạnh rằng không có cây đũa thần nào để giúp ông làm điều đó